phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con từ khi cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con từ khi cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người, hơn được người ủi an, tìm yêu biết người, hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người, hơn được người ủi an, tìm yêu biết người, hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, hơn được người mến.
chừng lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thân ơi, xin mở dòng lòng con, xin thương ban xuống những ơi đồng đầy thiên chi ơn an bình. Vì chính khi hiến thân là khi đơn nhường lánh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chừng lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thân ơi, xin mở dòng lòng con, xin thương ban xuống những ơi đồng đầy thiên chi ơn an bình. Vì chính khi